Khối tài sản riêng của nữ hoàng Anh chờ người thừa kế có số khổng lồ lên đến hàng ngàn tỷ. Ngôi vị cao quý sẽ thuộc về ai? Sở hữu khối tài sản cá nhân khổng lồ sau 70 năm trị vì, cộng đồng mạng vô cùng tò mò liệu những thành viên hoàng gia nào sẽ được kế thừa khoản tiền này sau khi nữ hoàng Anh Elizabeth II ra đi. Những gì sẽ xảy ra với khối tài sản của nữ hoàng Elizabeth II hiện rất phức tạp. Phần lớn những gì thuộc sở hữu của bà trên thực tế thuộc về công ty hoàng gia đế chế trị giá 28 tỷ, hơn 650.000 tỷ đồng USD mà các thành viên hoàng gia Anh như vua George VI và hoàng thân Philip từng gọi là doanh nghiệp gia đình. Trang sáng ngày 9 tháng 9 năm 2022 giờ Việt Nam, cung điện Buckingham, Anh đã phát đi thông báo về sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth II. Bà kết thúc 70 năm tại vị của mình trong yên bình, hưởng thọ 96 tuổi. Thái tử Charles đã kế thừa ngai vàng và trở thành vị vua tiếp theo của nước Anh. Trong suốt thời gian trị vì, nữ hoàng đã tích lũy được khối tài sản riêng rơi vào khoảng 500 triệu USD, gần 12.000 tỷ đồng. Nguồn thu này đến từ sưu tập nghệ thuật, đầu tư bất động sản, đồ trang sức, dinh thự Sandringham và lâu đài Balmoral. Khi nữ hoàng Anh ra đi, phần lớn khối tài sản cá nhân sẽ truyền lại cho thái tử Charles khi ông lên ngôi vua. Ngoài nữ hoàng là người đứng đầu, thì công ty này còn có các thành viên khác là thái tử Charles và phu nhân Camilla, nữ công tước xứ Cornwall, hoàng tử William và vợ Kate, nữ công tước xứ Cambridge, công chúa Anne, con gái của nữ hoàng, hoàng tử Edward và vợ Sophie, nữ bá tước xứ Wessex cùng hoạt động chung của bộ máy. Sau khi hoàng tử Harry và công nương Meghan từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia, số quan chức toàn thời gian của công ty còn lại 8 người: nữ hoàng, vợ chồng thái tử Charles, nay là vua Charles III, vợ chồng hoàng tử William, công chúa Anne và vợ chồng hoàng tử Edward. Đặc biệt, các thông tin chi tiết về di chúc của nữ hoàng nhiều khả năng sẽ được công bố trên trang web của hoàng gia, tương tự như quy trình đã thực hiện khi thái hậu, mẹ của nữ hoàng qua đời. Nữ hoàng nhận một khoản thu nhập thông qua một quỹ đóng thuế gọi là Sovereign Rent được trả hàng năm cho hoàng gia Anh theo thỏa thuận của vua George III về việc từ bỏ thu nhập của mình từ nghị viện để nhận một khoản thanh toán cố định hàng năm cho bản thân và các thế hệ tương lai của hoàng gia. Số tiền này được ấn định là hơn 86 triệu bảng Anh vào năm 2021 và năm 2022, phân bổ cho các chuyến thăm chính thức, bảo trì tài sản, chi phí hoạt động và bảo trì cung điện Buckingham, nơi ở chính của nữ hoàng. Ông David Hoy, giám đốc điều hành hãng tư vấn Brand Finance, nhận xét đây là hoạt động kinh doanh ảnh hưởng được chính thức hóa một cách sâu sắc. Tuy vậy, khác với các gia đình người nổi tiếng như nhà Kardashian, nhà Windsor không hưởng lợi cá nhân từ công việc kinh doanh, dù họ đóng góp tới khoảng 2,7 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Anh trước đại dịch. Bên cạnh đó, gia đình hoàng gia sẽ không thông qua các hoạt động kinh doanh của công ty để thu lợi nhuận. Thay vào đó, công ty sẽ dùng hiệu ứng truyền thông để thúc đẩy nền kinh tế khi một sản phẩm dán nhãn Royal Warrants. Đây là loại tem chứng nhận cho những sản phẩm được dán chúng là cung cấp cho hoàng gia. Được biết, sau khi nữ hoàng Anh ra đi, nhiều quốc phương trên khắp thế giới đã gửi lời chia buồn đến Vương quốc Anh và hoàng gia Anh. Nhiều thành phố trên khắp thế giới đã chia buồn bằng cách tắt đèn hoặc thắp sáng các tòa nhà để vinh danh cuộc đời và sự nghiệp của bà. Trong đêm 8 tháng 9 năm 2022 của nước Anh, nhiều công trình tòa nhà biểu tượng đã không thắp đèn để tiễn đưa nữ hoàng Anh. Tại Mỹ, tòa nhà chọc trời Empire State cũng đã dùng ánh sáng màu tím để thắp sáng nhằm vinh danh sự nghiệp cuộc đời của bà. Cuộc đời của nữ hoàng Anh đã trải qua nhiều cột mốc lịch sử, đã góp phần tạo ra thay đổi lớn trong các sự kiện trên khắp thế giới. Chính vì vậy, khi bà ra đi, nhiều nước đã gửi lời chia buồn và có những hành động tưởng nhớ. Trong cuộc đời của mình, nữ hoàng không chỉ có công việc mà còn nổi tiếng với chuyện tình cùng hoàng tế Philip. Chuyện tình của cặp đôi kéo dài gần 75 năm và phải vượt qua vô vàn thử thách để đến bên nhau và sống với nhau trọn đời.